Kinh văn: Như là vận mê sáng đại viên mãn, vận mê sáng đại từ bi, vận mê sáng đại trí huệ, vận mê sáng đại bát nhã, vận mê sáng đại tam muội, vận mê sáng đại kiết tường, vận mê sáng đại phước đức, vận mê sáng đại công đức, vận mê sáng đại quy y, vận mê sáng đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết dần mây sáng rỡ như thế. Lược giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra trăm ngàn vạn ức dần mây sáng rỡ to lớn. Trăm ngàn vạn ức dần mây này bao gồm rất nhiều chủng loại, nhưng ở đây chỉ nêu ra 10 loại tiêu biểu cho thập thừa quán pháp, cũng chính là thập pháp giới. Vậy lúc bấy giờ, Đức Phật phóng ra các vận mây sáng rỡ to lớn như là: 1. Vận mây sáng đại viên mãn. Loại mây sáng này biểu thị Phật đạo chiếu soi khắp cả pháp giới. Viên mãn tức là tròn đầy, trọn vẹn khắp mọi nơi, không một nơi nào dù nhỏ như hạt bụi mà không được áng mây quang minh này trọi ánh sáng tới. Tận hư không khắp pháp giới, nơi nơi đều được bao phủ bởi vận mây sáng rỡ này. Vậy, vận mây sáng đại viên mãn tiêu biểu cho Phật đạo viên mãn. 2. Vận mây sáng đại từ bi. Đây là tiêu biểu cho Bồ Tát đạo. Lòng từ có thể ban vui, tâm bi có thể diệt khổ. Con đường mà các vị Bồ Tát đeo đuổi chính là ban phát niềm vui cho chúng sanh và giúp chúng sanh dứt trừ mọi khổ não. Chúng sanh thích niềm vui gì thì chư Bồ Tát ban cho niềm vui đó. Thích ngọt cho ngọt, muốn chua cho chua. Thuở xưa, Bồ Tát Phổ Hiền đã từng giữ nhiệm vụ hành đường trong chùa. Hành đường là thế nào? Đó là lo việc lấy thêm cơm hoặc thức ăn cho người xuất gia trong lúc họ thọ trai. Thông thường, khi người xuất gia thọ trai thì có một người túc trực bên cạnh để giúp họ bới cơm và thức ăn vào bát. Như ăn hết thì đưa bát cho người ấy để lấy thêm. Khi giữ nhiệm vụ này, Bồ Tát Phổ Hiền thường mang theo bên mình những chai lọ lỉnh kỉnh đựng đủ loại gia vị để nêm thêm vào thức ăn cho vừa khẩu vị mỗi người. Hễ ai muốn ngọt hơn thì Ngài cho thêm đường, thích chua hơn thì Ngài cho thêm giấm, thích cay hơn thì Ngài cho thêm ớt. Tuy nhiên, có khi Ngài vừa rót thêm giấm cho người thích ăn chua thì người ấy lại phàn nàn: "Ồ hay, tôi không thích chua quá, tại sao ông lại thêm nhiều giấm đến thế?" Hoặc có người muốn cay hơn nữa, nhưng Ngài vì ngại rằng nếu cay quá thì khó ăn, nên chỉ đưa thêm một chút ớt mà thôi. Thì người đó lại càng nhằn: "Thêm một chút nữa đi, sao ít quá vậy?" Đó gọi là Phổ Hiền Bồ Tát nan mãn chúng sanh nguyện. Nghĩa là Bồ Tát Phổ Hiền khó thể làm vừa ý chúng sanh. Cho nhiều thì chê dư, cho ít thì chê thiếu. Quý vị xem, thật là trắc rối phức tạp, cho nên làm Bồ Tát không phải là dễ. Khổng Tử của Trung Hoa có nói rằng: Duy nữ tử giữ tiểu nhân, di nan dưỡng giả, cận chi tắc bất tốn, diễn chi tắc oán. Nghĩa là người nữ và kẻ tiểu nhân đều khó đối phó, gần thì khinh lờn, xa thì oán trách. Người nữ và kẻ tiểu nhân đều khó đối phó. Tại sao lại khó? Vì nếu quý vị gần gũi, dễ dãi với họ thì họ khinh lờn, không để ý đến lý lẽ và không giữ phép tắc. Còn nếu quý vị xa cách, nghiêm nghị với họ thì họ lại oán ghét, hờn trách. Cho nên ứng phó với họ không phải là chuyện dễ. Khổng Tử có lẽ đã từng trải vào kinh nghiệm về mặt này, cho nên mới thốt ra những lời xác đáng như thế. Bồ Tát đối xử với chúng sanh cũng vậy, quá tốt hoặc quá tệ thì đều không hợp với trung đạo.
Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát cũng khó mà làm cho chúng sanh được vừa ý, hài lòng. Thực hành hạnh Bồ Tát là điều không phải dễ. Mình sốt sắng lo cho người ta, nhưng họ lại không chịu biết đủ. Tóm lại, Đại Từ Bi Quang Minh Dân là biểu thị cho Bồ Tát Đạo. 3. Dần mây sáng đại trí huệ. Dần mây này biểu thị cho duyên giác đạo. Duyên giác là những bậc nhờ tu pháp thập nhị nhân duyên mà thành đạo, và như thế cần phải có đại trí huệ. Các ngài quán sát thập nhị nhân duyên, thấu triệt đạo lý sanh diệt, biết rõ vạn vật thảy đều tự sanh tự diệt, rồi hoắc nhiên được tỏ ngộ. Từ Phật tánh sẵn có bèn nảy sanh một thứ trí huệ chân chánh. Do đó, dần mê sáng đại trí huệ này là tiêu biểu cho duyên giác đạo. Thập nhị nhân duyên tức là 12 cái nhân duyên nếu kéo nhau. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, tử. Đây gọi là thuận sanh môn, tức lưu chuyển môn, sự xoay dần. Còn hoàn diệt môn, diệt trừ trở lại, tức là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì lão tử diệt. Như vậy, nếu phá trừ được vô minh thì tất cả đều không nảy sanh. Bậc duyên giác quán sát đến điểm này liền phá bỏ vô minh trước nhất, bởi tất cả đều từ vô minh mà ra. Cho nên, một khi vô minh đã bị phá hủy thì trí huệ chân chánh sẽ nảy sanh. 4. Dần mây sáng đại bát nhã. Bát nhã tức là trí huệ, gồm có 3 loại: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực tướng bát nhã. Bậc thanh văn dựa vào văn tự bát nhã mà sanh khởi quán chiếu bát nhã, rồi do quán chiếu bát nhã mà đạt đến thực tướng bát nhã. Và vì đã đạt đến thực tướng bát nhã cho nên chứng được quả vị A-la-hán. Vậy, dần mây sáng đại bát nhã là tiêu biểu cho thanh văn thừa. 5. Dần mây sáng đại tam muội. Tam muội là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là định. Thiên nhân, người ở cõi trời, tu hành bậc thượng phẩm của thập thiện thì có được thứ định lực này, chứng đắc tứ thiền bát định. Tứ thiền bao gồm tứ thiền thiên, tam thiền thiên, nhị thiền thiên và sơ thiền thiên. Sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền gọi là định sanh hỷ lạc địa, tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Ly hỷ tức là rời bỏ sự vui vẻ sung sướng, và tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Lại còn có tứ không xứ, không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Như vậy, hợp lại gọi chung là tứ thiền bát định. Chư thiên ở đây đều có định lực và đều tu bậc thượng phẩm của thập thiện. Thập thiện gồm có thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Họ cũng thọ tam quy và trì ngũ giới, cho nên được sanh lên cõi trời. 6. Dần mây sáng đại kiết tường. Dần mây này tiêu biểu cho nhân đạo, cõi người. Con người, ai ai cũng muốn mọi sự được kiết tường. Người Hoa thường dùng hai chữ này đi đôi với nhau. Kiết là may mắn thuận lợi, tường là điềm lành, nói chung là chỉ sự tốt đẹp. Những chúng sanh tu bậc trung phẩm của thập thiện, thọ tam quy, trì ngũ giới thì được sanh vào cõi người. 7. Dần mây sáng đại phước đức. Đây là biểu thị Tu La Đạo, cõi Atula. Atula có lúc ở cõi trời, có lúc ở nhân gian, cũng có lúc trong loài súc sanh hoặc trong loài ngạ quỷ. Nói chung thì Atula cũng có phước đức lớn,
cho nên dần mây sáng này soi chiếu cõi Atula. 8. Dần mây sáng đại công đức, đây là biểu thị súc sanh đạo, cõi súc sanh. Đức Phật phóng dần mây sáng đại công đức này, khiến cho tất cả nghiệp tội của loài súc sanh đều tiêu trừ và tương lai có thể lìa khổ, được vui. 9. Dần mây sáng đại quy y, đây là biểu thị cho cõi ngạ quỷ, cõi quỷ đói. Đức Phật phóng dần mây sáng này khiến cho tất cả ngạ quỷ đều bỏ ác theo thiện, sửa đổi lại chính mình cho tốt và cùng nhau phát tâm quy y Tam Bảo. Quỷ cũng có thể được quy y Tam Bảo. 10. Dần mây sáng đại tán thán, đây là biểu thị cho địa ngục đạo. Đức Phật phóng dần mây sáng này với lòng khen ngợi. Những chúng sanh ở chốn địa ngục trông thấy dần mây sáng này đều lìa khổ được vui, sửa sai hướng thiện, phát Bồ Đề tâm. 10. Dần mây sáng rỡ to lớn này tiêu biểu cho cơ nghi của chúng sanh trong thập đạo, tức là 10 cõi giới. Đức Phật phóng ra nhiều dần mây sáng rỡ to lớn như vậy, khiến cho chúng sanh trong 10 pháp giới đều phát tâm tu hành để sớm thành Phật đạo.